Ê mấy đứa có uh, lịch thi giữa kỳ chưa nhỉ? Ngày mấy mình thi nhỉ? À chào Vân Anh. Đây à, chưa ai có luôn hả? Vậy chẳng lẽ cấp 3 lại thi sau cấp 2 à? Cấp 2 khoảng uh, đầu tháng uh, đầu tháng 11 nó mới thi. What? Ủa? Không nghe thấy gì hết à Alo Alo mọi người nghe thấy gì không nhỉ Alo Rồi Ừ ok Hôm quá mới tắt tiếng <laughs> Lại thật Ồn hả hồi nãy nhạc ồn nè à? Hồi nãy mới mở có khoảng 40% mà, mà vẫn ồn nó dữ vậy Ok rồi ok sau mà nhỏ lần sau mà nhỏ cái bài cái bài nó hơi ồn thật sự đúng mà cái bài nó hơi ồn cái bài nó hơi lớn nếu mà đúng ra thì chắc là à chào bích chắc có lẽ khoảng đầu tháng 11 mình cũng thi đấy à, nếu như có nếu như có thi nếu như có thi hoặc là à, tùy trường có trường thì thi giữa kỳ đàng hoàng à có trường thì sẽ à, ừ chào mình anh sao nhở? à, có trường thì sẽ thi theo kiểu uh, kiểm tra thôi kiểm tra một tết bình thường trong lớp thôi ví dụ vậy rồi à, à, có trường vừa thi đại vừa thi hình cũng có trường chỉ thi hình thôi cũng có trường chỉ thi đại thôi đấy đó gọi là cấp 3 <laughs> đó gọi là cấp 3 hồi đó mới thi dưới đó thi giữa kỳ á hồi cấp 2 là mình thi cả hai luôn đại hình luôn trộn lẫn luôn thì đơn giản thôi là từ đầu năm đến giờ học gì thi đó ví dụ vậy à, còn cấp 3 là khác lên cấp 3 thì tùy trường à, tùy trường là có trường sẽ cho thi đại thôi có trường sẽ cho thi hình thôi thường thường là như vậy à, nhưng mà thường thường sẽ là thi hình à, thi thi đại mới được thường thường sẽ là thi đại á thi dưới kỳ thường thường sẽ là thi đại thường thường là vậy mình sẽ thi những gì à, những gì nhỉ cũng tùy trường luôn ngon à, cũng tùy trường luôn có trường thì sẽ thi mệnh đề ok có mệnh đề có tập xác định có tránh lẻ có đồng biến nghịch biến có có gì nữa ta có hàm số bậc nhất ví dụ vậy à, rồi parabol để bằng đó thử à, bằng đó thử ok ai à, chào bạn nguyên Rồi, rồi mấy đứa còn bao nhiêu phần ta học kỳ một mấy đứa còn ba phần một là phương trình bậc nhất hôm nay học hai là phương trình bậc hai hai tuần nữa mình sẽ học thứ ba là bất đẳng thức ok bất phương <laughs> trình bất đẳng thức được không nhỉ trong ba cái đó là bất đẳng thức là cái thứ khó nhằn nhất. Đấy, cái thứ khó nhằn nhất. Và thậm chí á đến đến khi mà đến lúc mà lên lớp 12 thì bất đẳng thức vẫn là cái thứ khó nhằn nhất của mình. À, à, xa hơn nữa, xa hơn nữa là hồi đó, hồi đó mà cái thời mà còn thi trắc uh, nghiệm đó mình đó, Còn thi đại học trắc nghiệm ấy thì uh, uh, trong uh, nguyên một cái đề toán 10 điểm, 10 điểm đúng không? thì sẽ có một câu câu đó giá trị một điểm là bất đẳng thức và đứa nào cũng bỏ câu đó hết 90 phần trăm gần không phải 90 phần trăm mà 99 phần trăm luôn 99 phần trăm là các thí sinh hồi đó đi thi luận bỏ bất đẳng thức bỏ bất đẳng thức bỏ qua bất đẳng thức à, người ta chấp nhận thí một điểm luôn để ô những cái kia à còn bất đẳng thức á bất đẳng thức nếu mà muốn ôn á là phải ôn ngay từ đầu năm Đúng. lớp 11 thì mới kịp Chứ năm lớp 12 ôn không kịp tại vì nó nhiều quá. À, vậy là sao? Trời ơi bỏ luôn chứ. Hồi đó thi toán được 7 điểm không mày? Hồi đó tôi thi toán được 7 điểm à. Thật. Nhưng mà ôn thế nào thì khi đúng đó. Nghĩa là hồi đó tao học ông thầy bưởi ở bên Trần Phú á. Học thêm. Với lại ở ở bên Phú Nhận nó cũng không có ôn nhiều những cái thứ mà cần phải ôn đó À, để coi coi. Hồi đó là học à, học bỏ bỏ những thứ gì nhỉ? Hồi đó bộ bộ hình OXY, bộ hình OXY là cái thứ mà học kỳ 2 mình sẽ học mày đó. À, lớp 10 bỏ cái đó, bỏ một câu. Rồi bỏ một câu bất đẳng thức và bỏ một câu hệ phương trình thì phải, đúng rồi, đúng rồi, hệ phương trình. À, bỏ bỏ ba câu. Tất tất cả những câu còn lại làm câu nào làm được là làm tròn luôn, làm tròn vẹn luôn, làm perfect luôn. 7 điểm. <laughs> Lý 6 rưỡi, hóa 3 rưỡi. <laughs> quá buồn luôn. Quá buồn luôn. đúng không ta? 67. À 6, 7 13 13 rưỡi, 3 rưỡi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói chung là hồi đó được có 17 điểm thi đại học à. À, được có 17 điểm thi học à. Toán 7 điểm. Lý đỡ hơn 6 rưỡi còn hóa thì quá bết luôn. Hóa thì thôi ngu hóa từ từ năm lớp 10 lên rồi. À, từ năm lớp 10 bắt đầu là hóa là bắt đầu là nó nó bắt đầu nó 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 là là mình mình tha hóa luôn rồi <laughs> con người mình bắt đầu tha hóa luôn rồi đó, nhưng mà hóa nó không có tha mình đó. hóa nó đeo đặng đeo đặng mình đến lớp 12 luôn và đến khi đại học luôn đấy là thôi thua chịu chịu luôn trời ơi à, 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 khi khi mà biết điểm đó, là nhà đó, chị chị đâu chửi quá trời chị đâu chửi mày làm gì mà mày đi học thêm học nếm lùm la mà mày mày học hóa được gì được, được có ba điểm rưỡi lại hồn mày học mày cũng học lý học toán mày toán lý mày cũng được sáu bảy điểm mới tại sao hóa mày không được uh, ít nhất sáu điểm chứ đấy ba rưỡi trời ơi lại mẹ ok ok thôi Nè à, thôi dù sao nó cũng là cái uh... thôi, thật sự thật sự là nó cũng tùy người mới đó à, hóa là hồi đó là tao biết rồi à, từ năm lớp 10 bắt đầu đã điếc hóa luôn mà năm lớp cấp 2 học ngon lắm nha thật đấy năm cấp 2 thì sự là đố đứa nào học hóa bằng tao học ngon lắm tao vì từ lò thăng long ra mà thăng long á thăng long nó 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 luyện nó hóa người lắm trời ơi nhất là học ông thầy trực đứa nào đứa nào đã từng học ở thăng long hay là có bạn bè gì đó hỏi thầy trực dạy hóa thăng long cực kỳ nổi tiếng gần như ai cũng biết thầy trực hết dạy cực kỳ giỏi ai ngu hóa vào là giỏi hóa ghê vậy đó ông dạy hàng canh đến như vậy luôn đó ai ngu hóa vào dạy giỏi ai ngu hóa vào dạy tự nhiên nó giỏi lên thế không ghê chứ ổng 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 nổi tiếng lắm còn bây giờ thì không biết bây giờ thì không biết tại vì bây giờ thật sự là có quá nhiều giáo viên nổi Ủa? lên <laughs> có quá nhiều giáo viên nổi lên rồi ví dụ như là cô à, Minh Thu chẳng hạn hay là cô Thanh nghe chẳng hạn đấy ví dụ vậy à, đúng không đúng không à. à tuyệt vời bích không thì cho rồi đó đúng rồi trời ơi không cho thì cho à, rồi ơi chắc là một cây hóa nhà bích nha nha một cây hóa bích nha hồi đó học thầy trực mê lắm đã lắm trời ơi học mà khoái hóa luôn á nhưng mà thật sự á là tớ vẫn thích toán hơn các cậu à thật sự vẫn thích toán hơn nhưng mà nói chung là hóa chẳng đứa nào trong lớp tao học 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 hơn tao đó ủa đâu thầy trực dạy hóa mà thầy trực dạy hóa mà có một ông thầy trực dạy hóa vậy là thầy trực đó thầy trực khác rồi bít à mà mà nếu mà thầy trực thầy thầy trực nó có 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 trẻ không? À, thầy trực có có trẻ không? Hồi đó ông thầy Ủa? trực uh, hồi đó dạy tớ là cỡ ổng chắc cỡ u u uh, 50 rồi, vậy chắc là cái thời của mấy đứa chắc là ông cũng già rồi. ầm uh... À. Ok. Về sau này thì thực sự không biết. Về sau này thực sự không biết là thầy trực dạy đâu hết nhưng mà nhưng mà ý ý là hồi đó có ông thầy thầy dạy hóa thì trực ở Thăng Long dạy giỏi, ý là vậy. Xong rồi um, lên cấp 3 bắt đầu ngu hóa luôn. À. Lên lớp 11 là bắt đầu buồn, buồn môn hóa luôn. Buồn nhưng mà vẫn buồn, người ta bảo người ta có câu buồn làm sao buông nhưng mà thật sự là buồn nhưng mà vẫn buông ha à, còn lớp 12 bắt đầu trôi nổi thôi kẻ bố mày muốn đi đâu đi đấy còn toán thì uh, toán thì uh, lên lớp uh, được rồi thật sự là toán tao cứ học tà 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 lên chứ cũng chẳng có nổi trội mấy thật sự vậy thật sự vậy cho nói chứ uh, trời ơi nguyên nguyên năm cấp 3 6 học kỳ đúng không mỗi mỗi năm hai kỳ mà thật sự là không có một học kỳ nào được học sinh giỏi hết thà luôn Hứa luôn Tại vì à, môn toán Môn văn thì thôi thua rồi Môn văn thì thôi mình đã dốt văn rồi Môn văn mình bậy chữ bẻ đôi mình còn không biết mà Đúng không? Còn toán thì cứ tàn 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 Chẳng bao giờ mà được 8 chấm hết <laughs> <laughs> Chẳng bao giờ được 8 chấm hết à, Hồi đó chọn khối nào Hồi hồi đó chọn khối A Hồi đó chọn đi đi thi hai khối Vân An nè hồi đó đi thi uh, tất cả là hai khối thứ nhất là khối A thứ hai là khối B à, khối A với khối B và khối A là khối chính khối A là toán lý hóa đơn giản là mình chuyên chuyên khối A đơn giản vậy thôi còn à, tại sao khi khối B tại vì để biết mùi của khối B thi để biết mùi thôi à, thi để biết mùi thôi tại vì à, người ta bảo uh, hóa của khối B khó À, với lại à, toán của khối B không có khó bằng khối A khối A nó dễ hơn à khi lỗi à, khối khối A nó khó hơn toán của khối A sẽ khó hơn thì thi khối B là biết mùi thôi à, thi khối A là từ nhớ rồi thi khối A ở đâu ta quen rồi đó cậu à. à đúng rồi thi khối A ở trường Nguyễn Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh hình trên gò vót vì sao á Ừ hình như là vậy đó không nhớ nữa à, còn à, thi à, thi khối B là ở đại học bách khoa, đại học bách khoa ở chỗ nguyễn à, lý lý thường kiệt đúng rồi, đào bách khoa lý thường kiệt, đấy. À, thích sư phạm hay vậy, tốt rồi, thích sư phạm mà ngon rồi, rồi ơi, không phải ai cũng thích sư phạm đâu. toán hóa sinh à <laughs> trời, trời ơi, tao lại mày luôn con à là sao rất là mâu thuẫn luôn đó nè nè em định chọn toán hóa sinh mà em không thích y, tao lại mày luôn con nè, à. nếu mà thích sư phạm thì qua khối d. Toán Văn Anh, ví dụ vậy. Ví dụ vậy. Ừ, Ủa? vô khối A đi, vô khối A cũng được, đúng không? Tại vì tại vì thường thường là lớp 10 là đã bắt đầu nghĩ đến cái việc chuyên ban rồi. Ủa? Khối A á, khối A toán lý hóa. Khối A toán lý hóa. Bây giờ thì bây giờ thì thực sự cái việc thi bây giờ thì nó không giống như hồi trước rồi. À, hồi hồi đó thì À, toán khối A khác với toán khối B khác với toán khối D ba khối ba bài toán khác nhau khối D dễ nhất tại vì sao đơn giản nói mấy đứa mà học khối D thường thường nó ngu toán nó thẳng vậy <laughs> thẳng thắn với nhau như vậy thường thường mấy đứa khối D là học ngu toán và học giỏi văn học giỏi anh văn nó mới thi khối D kiểu vậy Đấy. rồi um, khối A thì nên khối A thì nên đè vào ba môn toán lý hóa còn nếu như mà uh, mấy đứa thử lựa mấy đứa thử lên Google mới đứa đó ví dụ như là mấy đứa mà giỏi môn toán môn lý nhưng mà không lại không giỏi môn hóa chẳng hạn thì mình có thể có một lựa chọn khác là khôi khi khối A1 toán lý anh ví dụ như vậy không ví dụ như vậy Đấy. cái gì quá mày thấy sư phạm bị học luôn này chú dục <laughs> khổ vậy thiệt khổ vậy thiệt à lý hả ừ ok lý thì ừ lý thì tùy tùy người thật sự tùy người tùy người hồi đó thì tớ học giỏi lý hơn là hóa hóa học tạ lắm hóa học chán lắm hóa hóa tự nhiên lên lớp 10 bắt đầu nó tụt dần tụt dần xong rồi nó nó trôi đâu á à, thật sự nó trôi đâu á chẳng biết luôn mà mình không biết luôn nha ghê vậy đó tùy người thôi mấy đứa ơi thường thường là mấy đứa chia ban đã đời hồi lớp 10 nha à, nói chung là mình vẫn có một cái định hướng nào đó hồi lớp 10 nhưng mà lên lớp 11 tự nhiên nó có một biến cố nào đó tự nhiên nó nó thay đổi à, cái suy nghĩ trong mười trong mình á à, là à, lên lớp 10 mình khoái à, sư phạm à, sư phạm mà sư phạm ăn đi sư phạm ăn văn đi ví dụ vậy tự nhiên à, mình lên lớp mười một mình à, 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 mình à, à, có một cái biến cố nào đó ví dụ vậy à, thì mình lại thích y ví dụ vậy đấy à, đã lại vậy đại lại vậy nó còn tùy nó còn tùy người à thôi nhưng mà mình vẫn cần phải à, có một cái sao nhỉ có định hướng à, có định hướng định hướng đi định hướng đã đời đi xong rồi uh, học hơn <laughs> lao đầu học à, ví dụ như là uh, thích uh, sư phạm mà uh, toán chẳng hạn thì uh, uh, học toán cho ngon lành vô à, rồi học uh, văn nữa rồi học anh văn Đúng nữa đó. đi thi khối đê toán văn anh quá sướng luôn cái lại mẹ tôi ơi <laughs> hay giờ bên anh hay giờ bên anh Ủa nhưng 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 mà nhưng mà vẫn, à, à, anh à, anh à, nếu mà đi dạy là vẫn đi dạy toán gì đúng không anh? Đi dạy môn khác đi. Mày dạy môn khác đi mày Ủa? ơi. Mày dạy môn toán mày giờ mày dạy dở tao rồi bắt đầu tao thất nghiệp rồi anh. À. <laughs> à. trời ơi, không được giỏi gì, nói thật đó, hồi đó tao không đâu giỏi đâu. Trời ơi bay đâu. Bây giờ thấy không? Khi mà... À, để coi coi. Mấy đứa phải biết là cái tương lai của mình nó bất định lắm. Mình không biết được. Mình chỉ có thể là mỗi ngày cố gắng, mỗi ngày trâu dồi, mỗi ngày cố gắng thôi. Nè, đây. Một ví dụ điển hình cho đôi nghe nè. Khi mà tớ vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên á, tớ vào Khoa toán tin tớ học á. Tớ học một năm trời rồi tớ mới biết. Là cái ông trưởng Khoa toán của Đại học Khoa học Tự nhiên, trưởng khoa nha, trưởng khoa nha. Là cái ông thầy ông dạy tớ hồi Thăng Long. <laughs> ừ. Ông tên gì tao quên bố rồi. Ông tên gì tao quên rồi. Tức quá, ông tên gì quên rồi. Tao ra tao sợ tí coi. Ủa ông quên ông tên gì quên rồi ta? Đoán tin nè đúng rồi Đầu quá rồi tổ chức nữa ôi đổi rồi quang vũ à không phải vũ đổi rồi đổi rồi ôi trời ơi ông đổi đi đâu rồi nguyễn viết đông rồi mày ơi nguyễn viết đông ông tên gì ta à tao nhớ rồi đặt đức trọng Đặng Đức Trọng bay Đặng Đức Trọng Ủa vậy tại sao ông lại đổi xuống đây ta Ông không làm trưởng khoa nữa Chẳng hiểu luôn Ông thầy Trọng Đúng rồi Ông thầy Trọng Ủa vậy là trưởng khoa vũ... Huỳnh Quang Vũ Lên rồi hả Mẹ ơi ông Hải Rồi ok ok Rồi Đặng Đức Trọng Ông thầy Trọng ổng là hồi đó ổng có đi học mà có ổng ổng có đi dạy ở Thăng Long á mà xưa cái thời xưa sửa sửa xưa, xưa, xưa luôn cái thời mà tới học lớp 6 lớp bảy các cậu, à xưa lắm rồi cách đây hai năm rồi. ổng nói như vậy là sau một năm sau một năm trời á sau một năm trời tao học ở, học tự nhiên á là tao gặp ổng á à, nói chung là thầy trò gặp nhau thì uh, trong một bộ môn nào đó tao chẳng nhớ môn gì đó, chẳng nhớ đó nhưng mà ổng bảo cái gì um, các em đừng có lo. À, những người nào mà vào khoa mình nó cái điểm toán của mình nó tệ á, thì các em đừng lo đầu vào không quan trọng bằng đầu ra <laughs> ông nói như vậy đầu vào không quan trọng bằng đầu ra vấn đề á, là mình càng ngày mỗi ngày mỗi ngày mình càng cố gắng mình càng trau dồi à, đó mới là cái vấn đề quan trọng chứ không phải là cái đầu vào tại vì sao tôi nè ông bảo ông chị của mình tôi nè tôi vào khoa này khi mà tôi thi vào khoa này Điểm toán của tôi có 5 điểm mà <laughs> Lại mẹ ghê chưa Xuất phát Một xuất phát điểm cực kỳ thấp luôn nó thiệt á 5 điểm toán là hơi tệ á thiệt á à, Mà ông trau dồi Ông học tập Ông cố gắng Ông lên đến trường khoa Và bây giờ là ông là chắc là giáo sư rồi Giáo sư rồi Đấy Ông trọng Thôi ơi, Lại mẹ Nói chung là dạy cũng Dạy cũng ok cũng ok ở, ở trên ở trên đại học mấy đứa có một số giáo viên người ta à, người ta chịu học quá cho nên là người ta có thể lên có bằng phó giáo sư giáo sư tiến sĩ cao học gì đó từ Lum la nhưng mà không phải ai cũng dạy tốt nó thẳng như vậy à, thẳng thắn thì mình nói như vậy à, không phải ai cũng dạy tốt đâu à, có người này đó, có người thì người ta sinh ra để người ta học người ta học xong rồi người ta có một cái chức giảng viên xong rồi người ta đi dạy vậy thôi nhưng mà cũng có người là người ta không có chức này chức kia à, người ta chỉ học đến giáo sư à, phó giáo sư là cùng phó tiến sĩ phó tiến sĩ là cùng nhưng mà người ta dạy đã lắm nói thật người ta chạy cuốn hút lắm đấy nó vậy. vậy cho nên đó là bây giờ mấy đứa không giỏi á mấy đứa đừng lo Đúng không đừng lo đừng lo cứ cố gắng từng ngày từng ngày trau dồi thôi cứ cố gắng từng ngày thôi À, bây giờ đừng lo bây giờ đừng lo về sau tự nhiên nó khác đi bay à, trời ơi tao nó thiệt lúc năm đầu tiên năm đầu tiên năm thứ hai tao đi dạy á à, trời ơi tao sợ bỏ bỏ u quá <laughs> tao sợ là bỏ u á cứ sợ là hả, à, dạy sai học sinh tại vì hồi đó thật sự á, là môn toán mình chưa giỏi thiệt là như vậy luôn thiệt là như vậy nhưng mà tự nhiên đi dạy bao năm là ừ, nó tự nhiên nó vui 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 nó nó dễ vậy đó. nó dễ ra dễ lắm mày ơi trời ơi từ từ à, từ từ mà trâu dồi thôi. ai ai thì cũng phải có cái 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 quá trình ai à, thì cũng có quá trình thôi bình thường bình thường lại lại tao lại luôn nhận em làm đệ <laughs> tao lại luôn con nè à. là sao là sao đang đang làm đệ này à, tụi bay đang làm đệ tao chứ là gì nữa à, à, Tổng tóm lại là cứ thi học xong đi đã À, nói thật đó bây giờ nói nói với nhau là à, à, em muốn làm à, à, em khoái y em muốn làm bác sĩ à, em khoái sư phạm em muốn đi dạy à, em khoái à, à, du lịch à, em muốn vào trường du lịch ví dụ vậy hoặc là em có năng khiếu à, văn nghệ à, em muốn vào các đẳng à, văn hóa nghệ thuật hoặc là à, trường à, đại học à, đại học là gì ta à, ví dụ như vào vào nhạc viện ví dụ vậy à, đại loại vậy à, đấy nhưng mà ba năm sau chẳng biết như thế nào hết hiểu <laughs> không hiểu không hiểu không à à cố gắng đi cố gắng từng ngày nha à, cố gắng từng ngày nha ok Ủa. tao lại kêu gọi từ thiệt gì nữa trời ơi là hôm đó chén quá xong có người nhờ dạy ờ à, ừ, hồi đó kể vô đó mà À, bà hàng xóm tao đang đứng chơi uh, chơi chơi ngoài đường xong bà hàng xóm uh, uh, đi qua xong hỏi Quân có dạy lớp 5 Quân? Ừ thì gật đầu đi dạy thôi. <laughs> nghề nó chọn người. Chứ mày người nó chọn nghề. Thật là như vậy. À, thật là như vậy. À, mà bây giờ nó thiệt á, cái việc dạy học á, à, cái này là chia sẻ thật tình luôn nha, thiệt luôn á là chân tình luôn đó, chia sẻ chân tình luôn á, là cái việc dạy học nó bây giờ không phải là nghề nữa rồi đối với tớ việc dạy học không phải là cái nghề đó rồi các cậu à nó trở thành cái nghiệp luôn rồi <laughs> nó trở thành cái nghiệp luôn rồi không bỏ được thật sự luôn á không bỏ được tao nói thiệt bây giờ mà có một cái nghề nào đó mà nó nhiều lương nó cao hơn nó sướng hơn nhưng mà thật là tao không bỏ nổi nó trở thành cái nghiệp của mình luôn rồi không, không nó không còn là nghề nữa phải không Đấy, nó hay vậy đó mày vậy mẹ đi đi dạy gần 10 năm rồi à, làm sao nói bỏ là bỏ được Đó à trời ơi làm sao nó bỏ là bỏ được à, mình à, mình à, mình dạy à, mình 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 làm được làm việc với lại các à, các cô ở cậu à, nhỏ tuổi hơn à, năng động à, à, vui vui vẻ hòa nhã như thế này dễ thương thế này mà sao mà bỏ được đúng không chứ đâu phải là mình đâu phải là ông thầy ở bên à, bên đồng nai à, làm việc à, bị bị làm việc trong một môi trường đầy thị phi à, nhất là cái thói cái gì à, cái gì À dối trá lừa lọc tùm lum la cho nên tôi tôi quyết định tôi nghỉ việc. Ôi lạy mẹ đâu đây. Dạ yeah, dạ, yeah, bay, bay 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 có biết tên đó không? Cái tên ông thầy ở ông thầy Sơn. Ông tên là Sơn, ông ở ở, ở hôm nay Nai ha, ông ông xin nghỉ việc. Ông xin nghỉ việc tại vì tại vì là tại vì là kiểu như là nội bộ giáo viên có một cái gì đó sao đó, à, nói chung là đúng tung đó, đó cho ông xin nghỉ việc Ôi giời ơi Ông đúng là trẻ con Tao nói thẳng Ông trẻ con Lạy mẹ đâu đây Nghĩ sao vậy Sinh năm 70 50 tuổi nghề rồi Dạy được 50 năm rồi Mà Tại sao lại lúc đó lại xin nghỉ việc Ôi giời ơi Trời Bây giờ môi trường nào chẳng vậy <laughs> Môi trường nào cũng vậy hết Rõ ràng Đi làm mà Đi làm mà đi Khi mà mình đi làm là mình không có bạn bè Mình chỉ có đồng nghiệp thôi à mình chỉ có đồng nghiệp thôi không có bạn bè là như có bạn bè đâu chỉ có đồng nghiệp thôi trời ơi à, à, đồng nghiệp rủ nhau ra quán nhậu uống vài vài ly bia với nhau đó, ăn vài miếng mồi với nhau đó là đồng nghiệp chứ không phải bạn bè à, vậy mà lại đi xin nghỉ tại vì môi trường đại thị phi lạy mẹ ơi môi trường nào chẳng vậy môi trường làm việc nào chẳng vậy Đấy không bởi biết tại sao tao không vào trường học giờ dạy chưa Mày biết tại sao tao, tao đi học, tao đi dạy gần 10 năm trời rồi nhưng mà tao nhất quyết mà nó thiệt nó nhiều người, nhiều người là, là 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 hỏi tao là vào vào trường dạy lắm á. Nhiều người nói lắm á, nhiều người xuống tao đi dạy ở trong trường đi. Đi dạy ở trong trường đi, dạy giỏi rồi thì lo đi dạy trong trường đi tại vì sao? Đơn giản thôi, nó hút học sinh về. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ôi giời ơi tự nhiên tao nói mày tao nói cái này với máy bay chi ta. À, thôi kệ cứ nói. Nó hút học sinh về đại loại vậy. Nhưng mà không, không là không không là không không là không ơi. thôi cứ à, à, một tuần à, ba buổi lên gặp các học trò thân yêu là hết là quá đủ rồi à, thế là quá đủ rồi đó ok ôi trời ơi lại mẹ rồi tao tám tao tám phải hai mươi phút rồi à, ôi trời ơi mất hai mươi phút của tụi bay rồi nào à học nhá học nhá các cậu sao à, mà tám thì? hay trời ơi, à, được coi rồi. à ừ trời ơi có gì đâu, nhiều người hỏi vậy lắm có gì đâu trời ơi thậm chí là có những phụ huynh bay có những phụ huynh đó người ta người ta hỏi xin cho học đấy, Nga hỏi xin học mày câu đầu tiên là người ta hỏi đó, thầy thầy dạy trường nào vậy thầy? câu đầu tiên là người ta hỏi đó, sau đó bảo, không em chẳng dạy trường nào hết chị ơi, à, lúc đó lúc đó à, vui vui thì mình nói vậy, còn lúc đó buồn bồn thì mình hỏi mình nói là, dạ em chạy em dạy trường đời chị ơi, em dạy trường đời nha chị, <laughs> trời ơi lại hồn, à, xong rồi tất nhiên là khi mà người ta hỏi như vậy chắc chắn là người ta cũng học rồi, nói vậy với mày à, người ta muốn cái cái đó gọi là gì, gì nhỉ, cái brand đó người ta gọi người ta muốn cái thương hiệu là nhiều hơn, người ta muốn cái thương hiệu uy tín thôi cái gì đâu bình thường, uy tín. khi mà có thương hiệu là có uy tín bình thường. À. còn là tao tao không cần, tao không cần. ai học thì học, mà ai không học thì cũng học. <laughs> ok, nào, nào, phương trình bậc nhất nha, phương trình bật nhất nè các cậu ơi. nào, mình có một cái phương trình bậc nhất một cách chuẩn à, phương trình chuẩn đấy là ax bằng b được chưa ở trên trường sẽ có giáo viên chỉ mấy đứa phương trình chuẩn là ax cộng b bằng không cái đống này với cái đống này là như nhau được không nhỉ? Là như nhau thì đơn giản thôi. B này chuyển qua bên phải thì thành trừ B cũng vậy thôi. Không khác gì hết. Đúng không nhỉ? Cái nào làm được hết rồi à, đó. cái nào cũng làm được hết. Rồi. À, mình sẽ có cái cách biện luận phương trình bậc nhất như sau, đúng không? biện luận nha mấy đứa ơi, biện luận, biện luận số nghiệm, biện luận số nghiệm, ok, à, đầu tiên là mình sẽ đi xét a khác không, a là hệ số của x á, được chưa? hệ số bậc nhất là a, hệ số tự do là b, ok, à, nếu như mà a khác không thì phương trình bậc nhất này sẽ có nghiệm, nghiệm là nghiệm duy nhất nha. Nghiệm duy nhất là x bằng b chia a Cái này dễ quá rồi Ô lại tốn tòn. Bị dăng à Mới bị dăng à Này uh, Muốn tìm nghiệm x thì mình lấy b chia a qua Đây là nghiệm duy nhất Nhớ dạ nhá Ok không Còn khi a bằng 0 Khi a bằng 0 Thì Mình sẽ đi xét con b B có hai trường hợp Trường hợp đầu tiên B bằng 0 Khi B bằng 0 thì cái phương trình này Phương trình bậc nhất này này nó sẽ có nghiệm tùy ý. Này mấy đứa cần phải sửa lại cái tư duy của mình một tí. À, sửa lại tư duy của mình một tí. Nghiệm tùy ý chứ không phải vô số nghiệp Nhớ nha. À, à, thực ra nói chứ mai mốt à, tao vẫn à, khi mà quen miệng tao vẫn nói nghiệm à, và là phương trình có vô số nghiệp nói thật. À, à, tại vì ít khi nào dùng nghiệm tùy ý à, Tại sao lại có nghiệm tùy ý? nghiệm tùy ý với lại vô số nghiệm nó như nó khác nhau như thế nào vậy đó, nghe nha. Nghiệm tùy ý á, nghiệm tùy ý này nghĩa là x thuộc R. Úi. x thuộc R. Ok. Còn vô số nghiệm á vô số nghiệm á thì nó thiếu. Tại sao? Ủa? Bây giờ x mà thuộc n thì cũng vô số nghiệm thôi đồng ý không n là tập số tự nhiên là một tập vô hạn vô hạn thì x thuộc n cũng vô số nghiệm thôi đồng ý không à, cho nên là dần dần già già về sau người ta đổi cái vô số nghiệm thành nghiệm tùy ý thì hay hơn thì nó đúng hơn thì nó chính xác hơn được cho nhở? ok rồi à, chứ nói nói thật là mai mốt mấy đứa cứ uh, kết luận là à, nếu b bằng không thì phương trình à thì thì x thuộc r là đủ rồi x thuộc r là đủ rồi ok được chưa nhỉ rồi vô nghiệm vô nghiệm rất nhiều x thuộc rỗng nha vô nghiệm nghĩa là x thuộc rỗng nha em chỉ em chỉ em chỉ set ok quát cái gì vậy khí gió ok x thuộc rỗng úi giời ơi khổ chưa rồi được nhà nhỉ? Ít thuộc rõ Ok chưa? Yeah. tại sao lại tại sao lại vô số nghiệp à, với lại vô vô nghiệp này nhá. Khi B bằng 0 và A bằng 0 thì mình sẽ có một cái phương trình rằng này thể ngược lên đây mới đó Đúng không? Thể ngược lên đây mình sẽ có 0x bằng 0. Đúng không? Có hợp lý không? 0x bằng 0. 0 nhân x bằng 0 thì x muốn là số nào chẳng được. Hợp lý không? Đúng tùy ý luôn. Đúng không anh muốn cho số nào vô cũng được tôi chấp hết luôn số nào cũng được nó căn kiết gì phân số âm dương gì số hữu hạn số vô hạn tuần hoàn quỷ yêu gì đó, nó cũng đúng hết nó cũng là nghiệp chắc luôn à, cho nên nó mới là nghiệp tùy ý được chưa còn còn tại sao b khác không thì thằng này lại vô nghiệp tại vì giả dụ nha giả dụ như b là bằng b khác không à b cho bằng 5 đi giả dụ như vậy ha khi mà mình thế a bằng không và b bằng 5 lên đây thì mình sẽ được cái phương trình là 0x bằng 5. Ok. 0x bằng 5 là một điều sai quá sai rồi. Hợp lý không? Hợp lý chưa? Không biết bằng 5 làm sao mà đúng được. Tất cả mọi con số nhân với 0 đều phải bằng 0. Hợp lý không? Trên sao hỏa nó còn vậy huống gì trái đất. Nhá. Cho nên ra một phương trình mà sai như vậy á, vô nghiệp, phản thẳng. À, phản thẳng, vô nghiệp. Ok chưa? Rồi. Nguyên một cái phương trình bậc nhất chỉ xoay quanh 1 2 3. Rồi, ok bay. Hồi nãy dừng đầu quên bài rồi. À, tất cả mọi thứ của phương trình bậc nhất đều xoay quanh 1 2 3 4 5 dòng này thôi, được không? Mấy đứa cứ nhớ muốn à, muốn biện luận, muốn biện luận số nghiệm của phương trình bậc nhất, đầu tiên đi xét a khác không. Sau đó đi xét a bằng 0. Được chưa nhà Cứ xét hai cái đó thôi, được không? Hai cái này quan trọng nhất sẽ ra các không nè sau đó sẽ ra bằng không cứ theo này mà làm là xong được chưa nhá là mày hỏi uhm, để đây nhá rồi làm bài mới đó làm bài, làm bài ơi làm bài, bài ơi giải biện luận trước à cái thể loại này nó sẽ có những thứ sau thứ nhất giải biện luận giải biện luận là cái bài toán tổng quát làm hết bao nhiêu trường hợp làm hết ok rồi nó sẽ có những bài toán nó riêng lẻ ví dụ như à định em m là phương trình có nghiệm duy nhất thôi đủ rồi hoặc là định em m đã có phương trình uh, vô nghiệm đủ rồi đúng không một trường hợp thôi đủ rồi hoặc là định em m là phương trình có nghiệm hoặc là định m là phương uh, để phương trình có vô số nghiệm ví dụ vậy ok đúng nhỉ? làm thôi nha làm từ dễ đến khó nha mọi người nha câu a này Rồi. muốn biện luận phương trình bậc nhất thì đầu tiên mình cần phải đưa cái phương trình để cho về phương trình chuẩn trước đã. Phương trình chuẩn là sao? AX bằng B. Được không? Phương trình chuẩn là AX bằng B. Nghĩa là khi mà để cho MX-3M-5 bằng 0. Thằng này chưa chuẩn. Đẩy thằng này. Có bên phải. Thì nó mới chuẩn. Đúng không? Đưa về chuẩn trước đã. Tính gì tính. Đấy. MX bằng 3m cộng 5. Ok. Rồi, bây giờ bắt đầu đi bình luận nè. Đầu tiên xét A khác không trước. Xét A của mình là m rồi, mấy đứa có uh, mấy đứa có phân biệt được uh, hệ số chưa? Nó cũng giống như là cái VS mấy đứa. Nó y chang các hết nè. Đây hệ số bậc nhất m. Bên này hệ số tự do 3m cộng 5. Được không Nó. Vậy đầu tiên xét hệ số bậc nhất khác không trước. Em mà khác không khi em khác không thì bắt đầu đi phán à, đi phán đây là ví dụ phương trình một nhá à, phương trình một đi nhá phương trình một phán nào một có nghiệm duy nhất đúng không nè bật lại cho xem đâu rồi nè lý thuyết nó mà nè khi a khác không thì phương trình có nghiệm duy nhất lã này thấy không thấy không lý thuyết sướng chưa theo lý thuyết mà làm rồi đó cứ theo lý thuyết mà làm chẳng bao giờ sai hết đâu rồi đây rồi, đây có nghiệm duy nhất là gì? Là tìm nghiệm duy nhất thôi chứ có gì đâu, đâu. Ờ... À, thì mình bây giờ mình lấy M mình chia qua đúng không? X sẽ bằng à, 3M cộng 5 chia M Đồng ý không? 3M cộng 5 chia M xong. Đơn giản thôi. Đơn giản thôi, thấy không? À, tiếp tục lại đi xét M bằng 0 xét hệ số bậc nhất bằng 0 thấy không khi m bằng 0 thì mình có quyền thế không lên trên cái phương trình à, khi thế m bằng 0 lên trên phương trình thì một nó sẽ trở thành à, một tương đương một tương đương cái một tương đương à, 0x đúng ý nhỉ bằng 5 cậu có thấy hợp lý chưa khá là hợp lý nhà đúng không Không biết bằng năm không biết bằng năm sai rồi sai mất tiêu rồi làm sao một con một con số nào đó nhân với không mà bằng năm được đúng không Trời ơi đúng không Trời ơi tao nói thiệt ở ở cái thiên hà khác nó cũng vậy đúng không ở có thiên hà khác thì không ít bằng năm nó vẫn sai vậy nghĩa là ra một điều sai như vậy phương trình vô nghiệm, cái loạn vậy À, không 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 đừng vậy suy ra suy ra vậy là cái tổng kết về sau suy ra phương trình phương trình một à, vô nghiệp mà đó sau được chưa nhỉ sau khi mình đã xét được hai cái uh, trường hợp rồi trường hợp đầu tiên mà các không trường hợp thứ hai mà bằng không nè thấy không xong rồi đâu còn trường hợp nữa đâu kết luận vô vậy à, làm một cái sum up tổng kết vậy khi m Khác không. Thì. Phương trình 1. Có nghiệm Duy nhất. Là. X bằng kia. Lôi xuống. Lôi xuống. Hồi nãy mình ghi gì lôi xuống. 3M cộng 5 chia M. Một cái. Tiếp tục. Khi. Khi. Khi M. Bằng 0. Thì. Một vô nghiệm hay là dân chơi người ta gọi là vono vono bé vono không nè vono là cái này nè vono vono đấy vono cái đó gọi là vono ok được chưa được chưa thế thôi mấy đó đơn giản cái dòng tổng kết này là cái dòng ghi lại những cái trường hợp ở trên thôi à, cho nó cho nó uh, mặt lạc cho nó khỏi rườm ra thôi. À, ở trên đây rườm ra quá. Đúng không? Trên này rườm ra quá nhiều chuyện quá. Dưới đây tổng kết lại phát cho nó sướng. Ok. Xong. Đó, nhớ nha, nhớ đưa về phương trình chuẩn nha mấy ơi. Nó nó không khó nhỉ mấy đứa nhỉ? Đúng không? Thật sự không khó, đúng không? Biết mấy, mấy đứa biết tại sao? Không? Đơn giản thôi, mình chưa gặp bài khó. <laughs> chưa gặp bài khó thì nó không khó. À, cứ bình tĩnh. Mọi chuyện còn ở phía sau, cứ bình tĩnh cô B. Cô B. Cô B nhìn vô chẳng chuẩn tí nào hết. m nhân mx 1 bằng 4m 3x 3 chẳng chuẩn một tí nào hết. Muốn đưa về phương trình chuẩn, nhân hết toàn bộ vô. Đúng chưa? Nhân hết toàn bộ vô. Xong rồi đơn giản thôi, chuyển x qua vế, chuyển số qua vế. -m bằng với 4 4mx trừ uh, 3x rồi chữ -3. Đấy. Rồi, chủ tích qua với M bình x gì nữa? Trừ 4m x cộng 3x bằng uh, m chi 3 rút x ra. Khi mới nó rút x ra là tự nhiên nó chuẩn liền luôn. Rút x ra trong mặt còn m bình 4m cộng 3. Đồng ý không? X nè, bằng m chi 3. Đồng không? Biết không? dễ đúng không ba cái đồ yêu này làm sao làm khó mới đứa được bây giờ mới bắt đầu khó nè úi lại mẹ thôi lắc à lắc à cậu xét m à, xét hệ số a khác không m bình trừ bốn m cộng ba khác không đấy giải này ra nha nè cái này có quen không cái này khá là quen đấy là người yêu cũ nha À, đi ngoài đường thấy người cũ là phải cười chào với người ta một cái à, Đừng có lờ người ta đi Đơn giản thôi, cái này đi bấm máy này Đúng không? Bấm máy gì nữa Đâu, 1 Trừ 4 3 3 với là 1 và nghĩa là M Khác 3 Và M khác 1 Đúng chưa các cậu? đúng nha nha à, phản khi như vậy thì thầy à, cái này là phương trình một nha đâu phương trình một đâu phương trình một đây 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 phương trình một đây à rồi phương trình 1 nó sẽ có mà nghiệp duy nhất đúng không A khác không mà nghiệp duy nhất là nghiệm gì này luôn luôn phải đi tìm nghiệm duy nhất là cái gì luôn 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 điều này quan trọng nên nhắc lại lần nữa luôn luôn chia qua x bằng nè mới đó lấy m 3 ba mới chia cái cục lớn này qua đúng không thì nó ra được là à, m trừ ba m bình ui 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 trừ bốn m cộng ba rồi đúng không nhỉ? đi rút gọn mới đứa rồi. đi rút gọn này chỉ bay cắt rút gọn này bay ơi À, nếu mà muốn rút gọn cái phân thức này á, là mình phải đi phân tích nhá mà à, cái này là phương trình bậc hai thằng này có hai nghiệp là ba với một đúng không nãy bấm máy nè nè đúng chưa nãy bấm máy ba một nè thì mình sẽ đi phân tích thằng này nè bằng cách lấy ảnh m trừ cho nghiệp nhân với ảnh m trừ cho nghiệp Nhớ chưa? Nhớ phân tích chưa? À thực ra còn thiếu á, mình còn phải nhân với hệ số bậc 2 ở ngoài này nữa thì mới đủ. Được không nhỉ? Mà hệ số bậc 2 đây là một rồi, khỏi nhân chi đúng không? Nhân làm chi? Chẳng lẽ ghi 1, 1 nhân m 1 m 3 đúng không? Mình đâu phải nhân dưới tỉnh hay là trên miền núi xuống nhỉ? M 3 này, m 3 chỗ này nè. Mất nha. Mất nha. Vậy là rốt cuộc kinh nghiệm của mình rất đẹp, 1 phần m 1. Xong Xong thằng đầu tiên Rồi chưa Ok là Là IZ set. set M bình Trừ 4M cộng 3 Bằng 0 Thấy không Set hệ số A khác không Thì phương trình có nghiệm duy nhất Sau đó lại đi xét uh, Hệ số A bằng 0 Hệ số A bằng 0 á, Thì mình sẽ đâm ra được hai nghiệm M bằng 3 Hoặc là M bằng 1 Đúng không? Trời ơi bay đừng bấm máy lại nha bay ơi Bay bấm máy một lần thôi nè đúng không Bay bấm máy trên đây lần rồi Thì có số 3 với số 1 là nghiệm của mình ấy Nha yeah. chứ còn bấm lại làm gì nữa Rồi Hồi nãy rồi tới đây tới đây làm gì nữa Hồi đấy mấy đứa thấy không Ở trên nè quay lại cô A nè cho thấy này Hồi nãy là mình thấy có một cái em mà cụ thể bằng không Thì mình đi thế em mà không này Lên trên cái phương trình của mình Đúng nha lên trên cái phương trình của mình À để mà mình coi được coi là nó sai hay đúng hay là thế nào đó à, giờ cũng làm vậy nhưng mà có hai m là mấy đứa thế hai lần thế hai lần vô với uh, mà, mà, mà m bằng ba với m bằng ba thì uh, chà thế đến đâu bây giờ thế lên phương trình này đi ha thế lên phương trình này đi ví dụ đây là phương trình hai đi à, đó là phương trình ô uh, phương trình hai nhiều quá thôi thì cái này là phương trình một vậy đi lấy phương trình mà nó bị đối, biến đổi vậy à, lấy phương trình chuẩn mà làm mới đó à, nào với m 3 thì một tương đương một tương đương mình có gì cái cục này bằng không nha bây ơi đúng không cục này bằng không chắc luôn nha nè tại vì nè mình đang xét nó bằng không mà đúng không không tin bây thế m bằng ba vào đây nó cũng bằng không à không x không x bằng trừ ba à bậy, bậy xin lỗi không biết bằng bằng không chứ không biết bằng không chứ đúng không m bằng ba mà ba trừ ba bằng không chứ nhá u giỏi ơi đây đúng rồi đúng quá đúng luôn thấy chưa đúng quá đúng luôn nhá yeah. không biết bằng không bao đúng rồi suy ra phương trình một có nghiệp tuổi ấy một cái xong ra tiếp tục với m một thấy hai lần mà có hai m phải thấy hai lần với m một thì phương trình màu sẽ tương đương Thế lên cái cụ này bằng 0 nha. Đúng không nha không không x m một vào đây 1 trừ ba bằng trừ hai mất tiêu rồi nghĩa là không x bằng trừ hai ôi trời ơi cái này sai sai quá sai rồi à. Anh 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 quá sai rồi không biết làm sao mình trừ hai được. Vậy nghĩa là một sẽ có à, vô nghiệp một vô nghiệp phương trình một vô nghiệp sao không đủ rồi đó. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại từ đầu đến đít. ờ, Tự nhiên ghi tổng kết làm gì trời Bye. À, à kết luận mới có thể ghi kết luận được à, xác không được kết luận à, bài ghi sáng được ha kết luận này hai thứ nhất khi khi m như thế nào nha khi em m khác ba này này đây đây là trường hợp thứ nhất à khi m khác ba và m khác một khi m khác ba và m khác một à, thì sao thì phương trình có nghệ âm duy nhất là x bằng 1 chia m chỉ 1 ok tiếp luôn khi khi gì em bằng 3 nào đó thấy không khi em bằng 3 thì phương trình sẽ có nghiệm tùy giấy à, khi m bằng 3 đó mình tổng kết lại thôi thì phương trình có nghiệm tùy giấy Ui. ok cái thứ ba khi m bằng 1 kìa thì phương trình vô nghiệm xong được chưa nhỉ tổng kết thôi đơn giản đó là chỉ bước tổng kết thôi. Tổng kết thì đứa nào chẳng tổng kết được đúng không? Mình chỉ cần ghi gọn những cái uh, trường hợp ở trên xuống thôi. Uh -huh. Rồi, ok chưa? Úi giời ơi. Sao chú đăng này lạ thế nhỉ? Vào nói được trăm ba câu chuyện xong rồi bắt đầu ao. <laughs> Thiệt tình, học bậy sao bền được trời? Không vậy sao bạn được chơi Thiệt tình Tiếp nè Cô xe Kịp không bay ơi bay không kịp bay nói nha Chỗ nào không kịp nói nha Cô xe Làm một lần nữa cô xe không phải phương trình chuẩn Chẳng chuẩn tí nào hết Mình phải nhanh vô Xong rồi chuyển x qua với trái Chuyển số với phải rồi rút x ra để đưa về phương trình bậc nhất chọn ok rồi nhân vô mình sẽ có m bình x này trừ m bình này cộng m này bằng với 3 mx trừ 2 x ừ. rồi chuyển qua xong rồi rút x ra luôn nhá mấy đứa nhá nè cỡ nào mới chẳng ra phương trình bậc nhất đúng không tại vì đâu có một con x bình nào đâu nhá À, đi rút x ra thì chỗ này sẽ ra m bình Một cái Rồi gì nữa Trừ 3m Cộng 2 Đồng ý không Kịp cho đó Mấy đứa sẽ làm được nếu như mấy đứa có tập luyện Tất cả mọi chuyện đều từ tập luyện mà ra à, Và tất cả Những cái người mà người ta mới, mới, mới gọi là thủ khoa ấy à, Là nhân tài ấy là thành đồng ấy đều từ khổ luyện mà ra hết không có đứa nào mà sinh ra mà được vậy hết Đúng à, không? có đứa nào sinh ra mà được cái đầu thông minh ấy. chẳng có đứa nào vậy có là thần thánh à, à thần thánh là người trời à <laughs> trời ơi tất cả đều lọt luyện hết gì nữa bây giờ chuyển những thứ nào không có ích qua bên phải nè thằng này không ích nè một chú qua bên phải đây chú ngồi đây dùng cái chuyển với đồ dấu chú mờ kìa Đấy không? Chuyển qua đây trừ m. Hợp lý chưa? Xong rồi, quá chuẩn rồi. AX bằng B. Mọi người thấy không? Đi xét thôi. Đầu tiên đi xét con hệ số của bậc nhất khác không? mà bình trừ 3M cộng 2 khác không? Khác không thì tương đương. Thằng này là phương trình đặc biệt nè. Thằng này sẽ có hai nghiệm 2 với 1 nhớ không? Ừ a cộng b cộng c với đó. Đây hệ số 1 là hệ số -3, hệ số 2 là cộng lại bằng 0. Thì phương trình nó sẽ có hai nghiệm, một là số 1. Nghiệm thứ nhất là 1, nghiệm thứ hai là gì là c chia a. M, ủa mà mà khác chứ xong mà bằng mà khác 1 với lại m khác 2. Được không? C chia a, c là 2 mà đó. C là 2 nè. À a là bằng 1 nè. 2 chia 1 là bằng 2 chứ mấy? đúng nha hay là bay đi bấm máy cái này nó cũng ra một với hai thôi à, có điều là mình nhớ cái đó thì mình làm nhanh hơn tí đơn giản à, đây là phương trình một đi nhá à, đánh số một vô đấy cho nó khỏe à, khi em mà khác một với em mà khác hai thì phương trình một này sẽ có nghiệm duy nhất nghiệm duy nhất là cái chi nhớ đi tìm nghiệm duy nhất ra x bằng chia cái cục hệ số bậc nhất qua hệ số bậc nhất là m bình trừ m ok đó, chia này qua à, trừ 3 m cộng hai này được không lại hồ nhớ đi rút gọn nha nhớ đi rút gọn nha rút gọn cho nó khỏe đây chỗ này ở trên tự kìa đi phân tích ra mới đó đúng không phân tích trên tự ra rút mờ ra rút M ra trong ngoặc là còn m m 1 nhá. Còn lưu mẫu này mình đã hồi nãy mình đã nhanh mình đã đi đi bấm máy ra hai nghiệm rồi. Đây. 1 2 nhá. Cho nên mình sẽ phân tích ở dưới mẫu này thành ảnh m trừ nghiệm nhân với ảnh m trừ nghiệm nhá. Yeah. Và nhớ đằng trước này nhân với hệ số của bậc 2 nữa hệ số bậc 2 là một khỏi nhân chết Bậc một cái à, trên tử là còn m dưới mẫu là còn m trừ hai mọi người có thể thấy không nhỉ không rõ ràng gọn hơn nhiều đúng không Chứ để như vậy rườm rà quá để vậy nhìn ghê quá đúng không để vậy nhìn ghê lắm à, rồi xong rồi xong cái con xét m xét a khác không rồi bây giờ mình sẽ đi xét hệ số bậc nhất bằng không set Xét cái gì đây m bình trừ 3 m cộng 2 bằng 0 tất nhiên sẽ có hai nghiệm bảo đảm chắc kèo luôn m bằng 1 với m bằng 2 đúng không ạ đâu rồi đây Rồi. Có em mà cụ thể rồi kia Thế ngược lên phương trình. Thế hai lần. Với M1 mình có À không mình có gì phương trình một có chứ phương trình một tương đương một là phương trình này là mới đó không? thế dòng này cái cục đen thổi lùi này bằng không mất tiêu rồi đúng mình đang xét nó bằng không mà nè nha không x m bằng một á thì này bằng không luôn đúng không Bà toán con nít gì nữa đúng không không biết bằng không không biết bằng không là bao đúng rồi từ đây phán đúng rồi đi phán phương trình vô số nghiệm hay là nghiệm tùy ý phản hồi phản hồi có thấy nó dễ chưa Úi, u là trời phương trình một có nghiệm tùy ý được chưa nhỉ tép lại thế m bằng hai đó thế em m bằng 2 thì 1 1 nó sẽ tương đương, tương đương cái gì? Cục này bằng 0 nha. Đầu rồi, 1 đâu, 1 đây, cục này bằng 0 nhá các cậu nhá. À 0x. Em ở bên đây bằng 2 hả? À. à đây 2 bình. 2 bình là 4, 4 trừ cho 2 là bằng 2. Ờ 0x bằng 2. 0x bằng 2 nhá. À tương đương vô 0x bằng 2. Sai rồi đúng không không biết làm sao bằng hái được thế quá nào mà không biết bằng hái được suy ra một bố ngày em có chơi nhỉ ok là chưa tổng kết lại là... thứ nhất khi okay. Thì sao m khác một và m khác hai thì một sẽ có nghiệm duy nhất đây phương trình có nghiệm duy nhất nghiệm duy nhất là cái gì Đấy không? nhớ nha, đừng quên cái đó làm ơn đừng quên đó. M chia m trừ 2. Đấy, khỏe chưa? Tiếp áp. Thứ hai. Khi khi chỗ nào đây? M bằng 1. Đấy, khi m bằng 1 thì phương trình có nghiệm tùy ý. tiếp thôi. Khay. M bằng 2. Ok. Thầy. Phương trình vô nghiệp Vô no. Phương trình vô no. Ok. Được không nhỉ? Ngon lần không? Ui, cô đây nhìn mệt này. Cô đây nhìn hơi mệt đấy các cậu à. Tại tại vì sao? Tại vì nó có cái mẫu. Đúng không? Mỗi lần gặp phương trình mà có mẫu là bắt đầu có thấy là phải làm điều kiện vào rồi. À, đừng quên điều kiện nha. Được chưa? Tập xác định đấy. Kiểu tập xác định đấy. À, mình cần có cái điều kiện đấy điều kiện ghi ngay ở trên đây cho nó nhớ này rõ ràng hai mẫu nó phải khác không nghĩa là x phải khác một và x khác trừ một được chưa rõ ràng nha x khác một và x khác trừ một Rồi. Bây giờ mình sẽ đưa về phương trình chuẩn bằng cách gì? nhân chéo bằng nhân chéo. đúng không? Cái này làm dễ mà, đúng không? Lấy này nhân chéo xuống đây, này nhân chéo lên trên đây thôi. Cho nó bằng nhau thế thôi là được rồi. Nhân chéo bằng nhân chéo các cậu à. Đâu? Này thì nhân chéo bằng nhân chéo. Đúng không? Dẹt. Yeah. thế nào nữa? nhanh vô chuyển hết toàn bộ về vé rút gọn là xong ok ra yeah. chuyển hết toàn bộ về rút gọn nào x bình x bình mất rồi quá sướng quá sướng um bao nhiêu x nữa nhỉ thằng này chuyển thằng này với thằng này là trừ x nè hai thằng này đúng gọn trừ x là trừ x chuyển sang là cộng x cộng x với trừ x này mất bố rồi vậy là hệ à, vậy là bậc nhất chỉ còn mỗi cái này thôi sướng quá sướng trừ m trời ơi nhìn nó hầm 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 hố vậy chứ dễ ẹt trừ m còn những thằng nào không biết chuyển hết toàn bộ qua bên phải thằng này không x nè chuyển bên phải Thằng này mất rồi, này mất rồi, mình mất rồi Vậy nghĩa là ở bên đây nó ra là Trừ 2 trừ m Đúng không? Cái đấy mấy đứa làm được nha được không? Tập luyện đi, lo một tập luyện đi nha Đừng có để à, Đến khi mà mình đụng đến Đến lúc thi hay là như thế nào ấy Như là hay là thi đại học, sắp thi đại học rồi Bắt đầu tập luyện làm đó, bây giờ tập ngay từ bây giờ đi Nói nha, tập ngay từ bây giờ những cái chuyện đó đi Nó dễ lắm Tập luyện là làm được, chắc chắn trăm phần trăm Đầu tiên đi xét hệ số bậc nhất khác không nghĩa là trừ m khác không hay là m khác không đi m khác không để cho nó khỏe trừ m trừ biết gì nữa m không thì phương trình một này nè úi dồi ôi. rồi ơi mà rồi coi nha để coi nha cái này căng á. cái này là phương trình một nha mấy đứa nha tại vì nó có cái điều kiện đó mấy ơi cho nên nó hơi căng ấy phương trình một nha còn đây là phương trình 2 nha được chưa được chưa khi m khác không thì cái phương trình 2 của mình á nó sẽ có nghiệm duy nhất nghiệm duy nhất là cái gì chia trừ m qua bên kia ôi giờ chia trừ m qua bên kia đổi dấu bố cho rồi hai cộng m chia m đúng không đổi dấu luôn á Đồ dấu hai về á được chưa nhà Đồ dấu hai về á rồi thêm cái này bây giờ nghe nha khi mà cái phương trình số 2 này nó ra cái nghiệm như vậy mà lỡ lỡ cái cục màu đen này nè nó bằng một là tự nhiên loại nghiệm đi đúng không vậy tự nhiên phương trình số 1 vô nghiệm hiểu không hoặc là trường hợp thứ hai lỡ cái cục này nè hai cộng m chia m này nó bằng trừ một đi thì cũng phải loại nghiệm ở đi đúng không vậy tự nhiên phương trình một vô nghiệm luôn đấy vậy cho nên cái nghiệm này này muốn là nghiệm của phương trình một ở trên đây này thì cái nghiệm này nó phải khác một với lại khác trừ một được không được không cho nên là mình phải có thêm một bước nữa là cái gì so điều kiện so điều kiện vào dùm so điều kiện đó là sao nghĩa là cái cục này nè khác một với lại khác trừ một vô Đấy, thì nó mới trở thành cái nghiệm của phương trình một được à, hai cộng m chia m khác một rồi hai cộng m chia m khác trừ một ok giải ra nhá giải cực kỳ dễ Mới cứ nhanh chéo lên thôi dễ à cứ nhanh lên thôi Ủa? Uh, thiệt tình Dở dạ rồi Nhanh lên nào Mình có gì đây ta Khi nhanh lên mình sẽ có hai cộng M khác M đúng không nhỉ Dưới đây là gì nhỉ hai cộng M khác uh, M Đấy rồi trên đây thì đúng rồi nhá à, m này mất nè m này với m này triệt nhau rồi đúng không hai khác không đúng không mọi người thấy không hai khác không đúng rồi à, đây đều đúng là chắc luôn nè chắc luôn vậy mình chỉ cần dạ dưới thôi là ngon Ở dưới là cái gì hai cộng m khác trừ m hả vậy nghĩa là m khác bao nhiêu ấy nhỉ? m khác trừ à, một Đúng yeah, m mà khác trừ 1. Đấy, có nghĩa là mình phải kèm theo cái điều kiện là m khác trừ 1 nữa. m vừa khác 0, m vừa khác trừ 1 thì cái nghiệm này này mới là nghiệm của cái phương trình 1 này được. Thấy không? Có thấy cái mẫu không? Nói chung là bài nào có điều kiện đó là phải cho cái nghiệm nó 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 so điều kiện. À, đi so điều kiện cái nghiệm mà ra. Rồi, Bây giờ mình mới chạy sang mình làm cái trò mà set m bằng 0 à, Bia set hệ số bậc nhất bằng 0 này Đấy, Set nào set nào mới đó Set m bằng 0 Khi set m bằng 0 Thì phương trình số 2 ấy Nó sẽ tương đương Phương trình số 2 tương đương Tương đương cái gì Cục này bằng 0 rồi Không biết nha Bên đây thì nó sẽ bằng 2 Hay quá 0 x bằng trừ 2 sai bố quá rồi phương trình vô nghiệm phương trình vô nghiệm hay là người ta gọi là phương trình vô nô được chưa các cậu Được không? Bây giờ tổng kết lại nha bây giờ tổng kết lại này à, cái việc tổng kết cũng căng lắm không giỡn đâu kết luận này tổng kết lại này từ trên xuống dưới có gì thứ nhất thằng này nghiệp duy nhất nghiệp duy nhất là cái này thì phải kết hợp giữa hai cái điều kiện M khác không và M khác trừ một vô thì mới đủ được chưa nhớ nha khi khi em khác không và em khác trừ một thì phương trình mới có nghiệm duy nhất m khác không với là m khác trừ một à, thầy phương trình có nghiệm duy nhất là là cái gì là 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 x bằng hai cộng m chia m nè đấy mấy đứa thấy không x bằng hai cộng m chia m này đấy, ok à, đây cái khúc sau nè mới là ghê này khúc sau mới căng nè bây ơi khi nếu mấy đứa chỉ kết luận m bằng không thì phương trình vô nghiệm á thì nó thiếu bố rồi nó thiếu bố rồi còn một trường hợp m nữa để mà phương trình vô nghiệm đấy chính là chỗ này khi m bằng trừ một thì phương trình sẽ vô nghĩa. Nói không? Tại vì sao? Phủ định nó mới đó. Phủ định đấy. Nghĩa là khi M khác 0 và M khác trừ 1 thì phương trình sẽ có nghiệm duy nhất. Vậy thì phủ định là chỗ này. Khi M bằng trừ 1 thì phương trình sẽ vô nghiệm. Được chưa bay ơi? Được chưa? Được chưa? À, khi mà bằng trừ 1 thì phương trình vô nghiệm nha. Được chưa nhở? Chà, 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 để coi coi M bằng 1 M bằng chiều 1 Đúng rồi Khi M bằng chiều 1 ấy thì mình sẽ có cái nghiệm là cái gì? Là X bằng 1 à, bằng X bằng 1 thì so với cái điều kiện này nè Là mình toan rồi, loại rồi, đúng không? Cho nên nó vô nghiệm bố rồi Đấy, và chỗ này phải kết luận hai cái luôn một là M bằng 0, hai là M bằng trừ 1. À, kết luận ngoặc vuông nha. Ngoặc vuông nha bây ơi. Đâu rồi, đây. đây. Khi okay. M bằng 0 hoặc là M bằng trừ 1. À, thì okay. phương trình vô nghiệp. Vậy nó mới đủ. Có nắm được cái khúc mà M khác trừ 1 với M bằng trừ 1 chưa? Bài nào mà cứ có điều kiện vào là mệt. Đúng không? Mệt khúc này. mà cái khúc sau so điều kiện. Với lại mệt cái khúc mà kết luận. À, mệt hai khúc đó. Ê, người tôi đang tao đang mong là học off lại để mà tao biết giáo viên của giáo viên toán của mấy đứa là là, là, là dạy như thế nào Tôi mong vậy ý là dạy offline á. còn dạy online chắc biết rồi đúng không thì online của mấy đứa chắc biết rồi à, thế nào nhờ Tại vì này giáo viên giáo viên toán giáo viên toán sẽ chia làm hai loại nhá ở trên trường á, trên cấp 3 ấy giáo viên toán sẽ chia làm hai loại là là đó là cái ý ý kiến của chủ, chủ quan của tớ thôi à lợi thứ nhất là cái gì lợi nhất là à, có hướng dẫn <laughs> có hướng dẫn là sao ừ ok à, hôm nay học phương trình bậc nhất nhá, thì à, ok rồi à, tôi cho năm ví dụ à, ví dụ thứ nhất thứ hai thứ ba thì dễ cho nên tôi làm mẫu nhá để các cô cậu nhìn à, còn ví dụ thứ tư thứ năm thì khó để các cô các cậu lên bạn làm nhá, đấy có hướng dẫn còn một loại nữa là gì một loại là gì dạy lý thuyết lên đó phương dùng bằng nhắc đó mấy đứa a nè b nè đầu tiên xét a không ra được cái cục đó sau đó xét a bằng không ra được cục đó vân vân bla 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 vân vân mây mây ok xong rồi lên họ gọi thẳng bạn lên bạn làm luôn không hướng dẫn một quỷ gì, gì luôn phải không lên đó đứa nào biết rồi thì tự làm còn đứa nào chưa biết cũng tự làm luôn đấy nó vậy đó à, ví dụ lên bạn là nước nhất mày hả bưởi mày không làm được hả con xuống về chỗ đây về chỗ mà đọc kinh anh 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 anh, an, an tội đây Đấy. cái tội không làm được đó lấy mà lần thứ hai mày không làm được hả zero về chỗ hy vọng mấy đứa sẽ không gặp người hướng dẫn tớ tớ cầu mong các cậu sẽ không gặp người hướng dẫn giáo viên toán nào mà dạy theo kiểu mà à, mà, mà, mà 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 gọi thẳng lên bảng á À, không hướng dẫn một quỷ rồi đó cho lý thuyết rồi đó người đó mới là ngầu nó thiệt người đó mới là ngầu á tao khoái mấy người vậy lắm thật á nha à, nói thật tại vì sao tại vì hả à, tôi dạy gần 10 năm rồi tôi chưa được đạt được đẳng cấp đó chưa đạt được đến đẳng cấp đó dạy lý thuyết đã đời xong học sinh nắm học sinh nắm tôi tự làm chưa bao giờ đạt được nha thật sự luôn á lúc nào cũng phải hướng dẫn hết gần như là vậy à, gần như là vậy đấy mà à, chuyên môn mấy ông thầy già vậy mấy ông thầy già chuyên môn vậy luôn nha mấy ông thầy về với mấy bà cô về về là chuyên môn vậy nha không hề muốn dẫn gì đâu thật đấy ví dụ như ở bên Trần Phú chẳng hạn ở bên Trần Phú có một chị đang học lớp 11 một chỉ học bên Trần Phú chỉ bảo là năm ngoái năm ngoái là em gặp bà cô là chẳng hướng dẫn của yêu hết dạy lý thuyết đã rồi xong rồi gọi học sinh lên bạn à, mà làm không được mày làm không được thì mày về chỗ mày còn làm được thì về thì thì cũng về chỗ đấy đã loại vậy đó làm đã đời xong sửa Đấy, vậy vui không bay Cái gì? Em mới tới phép hiệu giao À, ok, ok Đúng rồi, trời ơi Cái đó là sơ khởi nghĩa à Hôm qua em chép toán What là sao? Chép toán TH là toán gì? Tập hợp á What được 25 trang là sao? Chép toán tập hợp là gì? À thầy trên trường lại mẹ thôi Khổ <laughs> <laughs> ok thầy trên trường rồi thầy trên trường được 25 trang quách là sao chép toán là sao Chép toán là chép lý thuyết á bắt cái gì chép gì ghê vậy Trở lại mẹ Ôi trời ơi Chép toán có phải học văn đâu mà học chép gì chép 25 trang ghê vậy Ác vậy bây giờ bây giờ học khổ giờ hồi đó tao học có chép chép bài vô trời. Ôi lại mẹ ơi. Rồi ok. Ơi trời ơi, bây giờ tao bây giờ học khổ quá. Hồi đó tao học tao học cũng châu bò lắm nhưng mà thật sự là vẫn sướng hơn mấy đứa. Trời ơi, hồi đó tao học sướng lắm, học tan 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 tan. Rồi cô em nè à? X cộng m chia x trừ 1 bằng x cộng 3 chia x trừ 2 tương tự nhá đầu tiên có điều kiện trước x khác mẫu khác không x trừ một khác không x khác một ok uh, x trừ hai khác không thì sẽ x khác uh, khác hai chứ mấy x khác hai rồi từ đó nhanh chéo bụp bù bụp lên à, nhanh chéo bú xu búa, xua, búa lên Ồ. dấu tương đương này x cộng mà nhanh bố xô vô à, đây 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 gì nữa đây đây đây, đây ok phiền bế x bình mất hết rồi bảo đảm bậc nhất mà bây giờ chuyển con x qua bên trái 3 x này bác chữ x này là còn 2 x này chuyển 2 x qua bên trái là còn à, trừ 2x Trừ 2x với lại trừ 2 này Sẽ ra trừ 4x Đúng không Trừ 4x cộng mx Rút x ra luôn Sợ gì Trừ 4x này Cộng mx nè Đúng nha Rút x ra luôn sợ gì Rồi trừ 2m Đang từ bên trái đẩy sang bên phải 2m này Trừ 3 Xong Khỏe chưa khỏe cực khỏe giờ ngon lành giờ có sai gì không ơi bay bay tự làm để mà so sánh cho bay ơi tao không phải thành thánh đâu có khi tao làm một ngàn bài vẫn có ngàn bài vẫn có một bài sao cho bay ơi à, nên tốt nhất là tự làm à, tốt nhất là tự làm tự làm để mà so sánh rồi bây giờ bắt đầu đi xét xét uh, các trường hợp thôi đúng không đầu tiên xét hệ số uh, bậc nhất khác không ui khác không này đây là phương trình số 1 đây đây là phương à không đi là phương trình số 2 dưới này sinh sau đẻ một mà này phương trình số 1 này rồi khi trừ 4 cộng m khác không nghĩa là m khác khác 4 thầy thầy phương trình 2 sẽ có nghiệp duy nhất rằng chiêu a chiêu a mới đó hai m trừ ba m trừ bốn rồi như đã nói ở trên bây giờ muốn cái nghiệm này này thằng này mới chỉ là nghiệm của phương trình hai thôi được chưa nhá tại vì phương trình một này nó vướng ở chỗ này nó có cái điều kiện cho nên mình phải so điều kiện nữa để mà cái nghiệm này nó biến thành nghiệm của phương trình 1. Được chưa? Thêm bước so điều kiện vô. So DK. So DK mình sẽ có đơn giản thôi, mình sẽ cho lấy nghiệm này mình đó. Lấy nghiệm này nè, cho nó khác cái này. Khác một với khác hai, đơn giản thôi, không? Thì tự nhiên nó, là nghiệm của phương trình 1 liền luôn. Cho xuyên ngoặc coi. Đó, 2M 3 chia cho m 4. Ô sao nhỏ vậy? Đấy, thoải mái. Đấy, nhìn ngon sướng. À, sao nhỉ? À khác 1. Bảy bảy á, bảy á, hơi bảy đó. Đây. Rồi, tiếp tục. Lấy cũng lấy nghiệm thôi. 2m 3 chia m 4 khác 2 ok, giải nhanh chéo lên thôi dễ mà đó nhanh chéo ừ, đường nhanh chéo thôi dễ lắm 2m 3 khác khác nhiều ta à khác m 4 2m 3 khác à nhân 2 vô 2m 8 đó. Tìm m thôi <laughs> M khác Khác nhiều ta Khác chữ 1 M khác Ôi M mix gì cái Này bỏ rồi đúng không 2m với 2m là mất rồi Vậy là 3 khác 8 quá sướng Vậy này là cái này đúng rồi 3 khác 8 này đúng nha à, Này đúng luôn Ôi trời ơi Đấy, vậy chỉ còn một cái thôi, em khác trừ một thôi chứ mắc chi mình ghi nhiều làm gì? Đúng không? Ghi lắm làm chi? Một cái. Được chưa? Nghĩa là sao? Nghĩa là khi em khác 4 và M khác trừ 1 thì phương trình một này nè, phương trình đầu tiên này nè, phương trình cơ bản, phương trình ở chết đầu luôn, phương trình gốc luôn á. Nó sẽ có nghiệm duy nhất là x bằng 2m 3 chia m 4. Ok không? Ổn áp chưa? Mọi người thấy ổn áp chưa? Đúng không nhở? Bây giờ mới đi xét tiếp nè. Xét 4 cộng m bằng 0. Đấy, sướng quá. Trời ơi, thế thế có một con thôi, quá sướng rồi. 4 cộng m bằng 0 nghĩa là m bằng 4. Được không nhở? Khi m bằng 4 thì cái phương trình 2 á nó sẽ tương đương đến cái chuyện, Đấy. bắt đầu thế lên, cụt này bằng không rồi mấy đó, cụt này bằng không rồi, Đấy, nè thì mình xếp bằng không mà, thế mà bằng bốn lên đây, vậy mình sẽ có là 88 triệu bằng năm, không x bằng năm, đúng không? Không x bằng năm, sai mất tiêu rồi, sai quá sai luôn, không biết sao bằng năm được, nha, đi kết luận. À, phương trình vô nghĩa đúng không Đấy, thế xong rồi Đâu thế gì lên nữa đâu nhờ mọi người nhờ kết luận tất cả này cái luận này thấy cái luận này thể hiện cái sự tinh tế của người ta này khi khi sao hồi nãy nói rồi khi m khác 4 và m khác 1 thì phương trình sẽ có nghiệm này à, m khác 4 cho xin cái ngoặc coi đây m khác 4 và m khác chữ 1 thầy thầy phương trình có nghiệm là x bằng x bằng nhiều Úi Uh, 2m 3 chia m 4 ok mà guys ok guys rồi cái đoạn thứ hai khi này cái dụng vô nghiệm nào bây ơi à khi em mà bằng 4 ok đồng ý phương trình vô nghiệm ở đây à nhưng mà còn một cái một trường hợp vô nghiệm nữa là chỗ này khi em mà bằng trừ một thì phương trình cũng vô nghiệm luôn tại vì sao này nhá bạn nghe nhá khi m bằng -1 mà mình thế ngược lên đây này. Thì nó sẽ ra bao nhiêu nhỉ? -1 vào đây là à -2, -2 với -3 là -5. -5 với lại chia cho -5 ở dưới nữa thì ra 1 mất tiêu rồi. Nghĩa là khi m bằng -1 thì phương trình 2 này nè nó sẽ ra nghiệp x bằng 1 và vì cái điều kiện này mình phải loại cái nghiệm đó đi cho nên nó dẫn đến cái hậu quả là gì? Phương trình nguồn à phương trình gốc nè, nó vô nghiệm luôn. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì người ta muốn biện luận đâu phải là biện luận phương trình số 2 này đâu. Đúng không? Người ta muốn biện luận là phương trình số 1 này nè. Cho nên khi mà mình kết luận tất cả tổng kết đấy thì mình phải kết luận cái phương trình số 1 đó. Được okay. chưa? Vậy là có hai trường hợp để mà phương trình gốc đó đó nó có vô, nó vô nghiệp. Trường hợp thứ nhất Chiều hợp thứ nhất là m bằng 4. À, chiều hợp thứ hai là m bằng trừ 1. Đấy, có thấy có thấy mỗi cái việc kết luận thôi là thấy cái sự tinh tế của con người ta chưa? m bằng 4 hoặc là m bằng trừ 1. À, thầy phương trình vô nghiệm. Xong. Khỏe nha. là chưa? Đó, 5 câu rồi ôi năm câu năm câu quét quét gần hết rồi đó Thực ra mình còn một cái cái thể loại điều kiện nữa là điều kiện của căn mới đó à, nhưng mà thôi từ à, từ từ hắn tính à, hôm nay mình chỉ học căn bản thôi học, học 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 khởi đi thôi chứ học khó quá làm chi Nhá, à, Ok chưa à, này nhá nhắc lại tí nữa cho mấy đứa nha đầu tiên muốn biện luận một phương trình bậc nhất thì việc đầu tiên phải coi thử coi nó có chuẩn chưa chuẩn là sao chuẩn là như vậy nè không? À, chọn là vậy nè hả à, à, nghĩa là à, nó có dạng là ax bằng b à Nếu như chưa có thì nhân bố xua vô rồi rút x ra tầm lâm tầm la rồi ra à, đi làm cái cục này đi làm khúc này để ra từ phương trình phương trình chuẩn rồi tiếp tục à, thứ nhất là mình cần xét hệ số bậc nhất a khác không khi a khác không thì phương trình sẽ có nghiệm duy nhất đơn giản thôi lấy này nè chia cái hệ số qua là ra được nghiệm duy nhất và nhớ nhớ đi rút gọn nghiệm đó nếu như rút gọn được đây rút gọn rất dễ mà đứa mới đứa đi phân tích đi tách À, thì chị rồi nãy giờ chị hai bài rồi đúng không nè đi bấm nghiệm của thằng này lấy ảnh trừ nghiệm ẩn trừ nghiệm và nhớ bài chuyên bộ mà bài quên cái này nhớ nhân với hệ số của bậc 2 đằng trước đây Chà, rồi bắt đầu triệt thôi đúng không chém chém bút xua vô đấy rồi tiếp tục à, nếu như mà phương trình có điều kiện như vậy đâu rồi mà điều kiện đâu rồi đây 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 phương trình có điều kiện như vậy thì mình phải cho cái nghiệm của mình nó phù hợp với điều kiện nghĩa là sao chỗ này trên điều kiện ghi là x khác một thì mình cho cái cục này khác một trên này ghi điều kiện là x khác trừ một thì mình cho cái cục này x à, cái cục này khác trừ một đó thì bắt đầu giải ra ra được m thôi được chưa nhỉ à, rồi tiếp tục sau khi xét à, hệ số bậc nhất khác không rồi thì mình sẽ bay qua mình xét hệ số bậc nhất bằng không khi mà hệ số bậc nhất bằng 0 Điều đấy nghĩa là mình sẽ tìm được một con M cụ thể đó Ví dụ trong trường hợp này cụ thể M bằng 0 Khi M bằng 0 thế ngược lên Thế ngược lên Được chưa? thấy ngược lên cái phương trình chuẩn này nè ừ. Đó. Thì sắp rồi xong rồi coi thử coi là nó vô nghiệm hay là vô số nghiệm Thường thường là một trong hai cái đó Thường là một trong hai cái đó Ok Nếu như ra một điều sai Nghĩa là không x bằng một số khác không Thì là sai Sai là vô nghiệm còn nếu ra một điều đúng nghĩa là ví dụ không x bằng không thì điều đúng đúng nghĩa là vô số nghiệm hay là nghiệm tùy ý ok rồi sau đó tổng kết lại là xong Ok không? Okay, cái chưa? à thực ra à, thực ra là à, khi mà đi đi thi mấy đứa không làm mấy bài này đâu bài này chỉ là tổng quát thôi bài tổng quát để mấy đứa nhớ cái à, cái cái tổng quát ở à, à, bình luận à, dạy biện luận phương trình bậc nhất thôi đi thi á đã cho những bài dưới nè nó cụ thể hơn ha. ví dụ như định em m là phương trình này có nghiệm duy nhất hay ví dụ vậy hoặc là định em m là phương trình này vô nghiệm à. hoặc là có nghiệm vân vân tập r lâm lan nghiệm nguyên đó bá đồ yêu nè đi thi nè từ đây trở lên trời ơi đi thi mà đi kiểm tra mà nó phải khó chứ nó không dễ quá ai cũng làm được khổ rồi nhá rồi ok mình sẽ luyện tập cái này thêm một lần nữa vào thứ hai tuần sau à, thứ tư Ủa, hình mình học ở đâu rồi bây hình à, hình học đến um, tọa độ nhớ rồi thứ uh, thứ tư thứ tư ngày tới mình sẽ đi uh, đi đi đi, đi, đi uh, làm hình tiếp hình làm làm hình tọa độ tép rồi thứ sáu dành mình sẽ dành thêm một buổi thứ sáu để mà sửa cái bài trắc nghiệm hôm bữa mình đang sửa giờ giang à, và một buổi nữa thôi ok không chỉ một buổi nữa thôi nha à được cho nhà rồi được bây giờ mình có thể nghỉ rồi mấy đó chào tất cả mọi người